mới lại cái sổ từ từ ngâm đi. Ngâm chứ. Cá này không chú này. Cá chép nó chuối không ta? Không. Đụng quá tự nhiên dài với cá chép luôn chứ. Cá chép thì khỏi lo đâu, không lát nữa đi. Mày dinh, mày dinh. Ờ, ra luôn, ra luôn rồi. 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 Đó khuyên chồng hả? Phi hả? Đây nè, đây nó cá nhỏ được xuống rồi. Miếng cà phê quá bự rồi. Bắt con cái nhỏ này kìa. Đâu còn nó chết hết. Cá đó mà dục bánh rồi liền đó. Tiếp tục nha các bạn. Hồi nãy hết một chài dính được con cá rô phi cũng bự rồi. Giờ tiếp tục chài tiếp theo. Quan nha các bạn. Đó, buông lưới mạnh gì? Mày dinh bự dữ vậy trời. Mày dinh bự lắm. Ba con không phải biết rồi. Ba con hả? Ừ. Quả đã rồi nè. Vỗ rớt cái gì vậy? Còn không? Cái này vỗ con bự lắm. Con bự rồi. Ổn chứ trời. Ổn quá ha. Nãy con bự lắm. Không kịp rửa luôn. Sợ rớt không kịp rửa ai ngờ rớt luôn. Ta thấy dưới ra trên lưới rồi. Bầu này dơ quá. Rửa sạch. Rửa cho mặt sao mùa này. Gì mà lọt ha. Nhỏ nhỏ. Sao bữa nay? Bữa nay tầm bảy tầm bốn này. Có mày đi xui quá.
mấy ông kia ở đó. Búng trời mạnh như vậy. Bự á. Gì à, nó hay gì bao cái gì cái phải đâu? Phải thấy nó ở cái mà Vinh. Mà Vinh, mà Vinh. Quá. Cua biển nữa. Con cá. Cua biển hả? Cua biển. Cua biển có nói chuyện luôn đó. Quá trời luôn. Cá cua biển là đúng mới đúng cá cua biển nè. Có cái chốt nha. Có chứ, đây nè. Làm gì? Rồi nhậu bốn thằng. Trời ơi, tao bỏ luôn. Ờ, trời. Dân cá loài đúng không? Hên xui. Cua biển này lâu quá mới thấy cá bự vậy á. Lú đầu ra luôn vậy. Nè, đủ gấp chân ba luôn. Mạnh nha. Sâu biển nè, thấy không? Ừ. Độ đo bằng tay. Nó bằng tay chút. Ghê hả? Bắt mấy con cá nhỏ nhỏ mà đo là nhỏ hơn ngón tay một chút. Cá bự quắt lên không hả? Mấy thay mẻ này thấy được chứ. Nhìn rất là sạch. Cá cũng rất là nhiều. Rồi rồi bông ơi. Sống lỏng rồi. Lú hả? Ừ. Ngu luôn ta. Thấy con nào lái dẫn. Cũng cái này xuống mò hến gì ăn chứ sao không? Mừng heo luôn. Bữa nay không có dính nữa. Nay nó còn mâu đi mà. Heo heo gió thổi đồ non, tao cà dính tao con của mày. Thôi bắt con rồi anh cũng. Thấy con không bự mấy nha bạn. Trời kia chưa làm rồi tức quá. Không có thời gian làm. Cá đi chơi lễ trên các bạn ơi. Chơi lễ gì? Nhậu, nhậu gì không nổi gì nè. Trời đó mới đi. Cái này mò hết năng thịt rồi đó. Em ngu luôn ha. Ngu. Chút không nó. Không phải nó đâu mà hứng. Đó. Không phải nó. Là kéo được. Nó mà Vinh. Nó làm dữ lắm. Nó sắn độ mà nhìn thấy mình ôm ruột luôn á. Ức ức. Nó kìa. Tụ mờ đi. Nó mờ rồi nó đang ngầm ở dưới mà. Cái chết vàng. Tụ vỏ không ngầm lại nè ruột nè. Tao cho nó ra luôn mà. Cái này Vinh cũng nhiều nữa. Quá bự rồi. Nó mẻ này ngon nè. Đi ăn cá điều hồng rồi. Thịt nó như thịt cá điều hồng vậy đó.
Quá đã các bạn. Ông dính bành bành không à? Trời. Bụng bụng trứng không gì? Quá trời. Trứng không á. Không lẽ bụng trứng. Mày ăn không? Ừ. Ăn không? Ăn chứ mà ăn gì. Cá này ăn ngon hơn cá mày dinh luôn mà. Thịt gì? Nó ấy gì lắm. Cái dẻ hả? Béo. Trứng không à? Trứng đã. Cặp trứng à, ông mày nhậu phê luôn đó. Trứng nửa chén nữa. Không gọi cái chốt nữa, cái chốt cái gô rồi. Quá, còn quá thì trứng luôn. Bầu trứng luôn rồi. Con đó cầm lên cái bản giờ không dưới 400 gram. Thuyền ghe đi lại nên cá nhiều. Trời. Bởi vì mày được mồi nó chê nó không ăn. Cái này phải chịu mát á. 4 giờ nhà. Nhỏ quá trời nhiều. Cái thùng này đâu bộ ơi. Ủa, thả chân đi. Cái này bận rồi. Còn quanh kia ngồi kìa. Trời nó. Thả hết nha quạt. Cá nhỏ quá. Không thấy nó luôn rồi. Đó là phân nãy giờ gì nè. Có đúng rồi. Mày có dịch không? Dạ. Có dịch không? Hả? Dạ. Có dịch không? Dạ. Cái gì? Nó vô phi bự. Bây giờ cho con nhậu ai? Hả? Cho không có được. Sao cho không được? Giờ lấy con cá đổi con dịch nè. Ừ. Lấy cá chép đó đổi con dịch á. Phải không? Ngon quá ha. Chơi với người thôi chứ. Cho ta, ta còn ăn. Đi chơi mà phải thấy người ta giữ gìn sướng lắm. Tại đi phơi nắng mà. Này có nữa không? Có. Còn một. Có rồi, cứ coi. Coi giữ gìn hỏi khoảng nhiêu tháng 250 đi phơi nắng mà có tới chừng mà giữ gìn nó đầu tiên thì có mấy trăm con à sau cùng lại đậu mua về
ngàn mấy con. Nói thay ơi trời ơi, con chim cũng không hiểu, 200 mấy con chim mấy mẹ nó vừa mới chơi. Đưa con ngàn mấy, tùy gán, gán nửa tháng rồi về trúng gió luôn. Nghỉ đi luôn. Bà chị lưỡi gắn chăng chưa biết. Rồi để tay biết. Rồi.